Vâng, lại tiếp tục trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Hôm nay một ngày thời tiết cũng tương đối khá là tối. Tối trời, thời tiết lạnh. Và đây, ngay trước mặt các bác là một chiếc xe để tránh mưa, tránh nắng, tránh Covid, tránh gió rét mùa đông và tránh mưa phùn những ngày giáp Tết. Một chiếc xe với cái giá chỉ có đuôi 45 triệu và đầu là 100 triệu đang có mặt tại cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Con này thì là một cái dòng xe rất là lành bền. Em nó chạy được gần 20 năm rồi. Nhưng mà người ta bảo rồi, đồ Nhật thì 20 năm, 30 năm vẫn chạy tốt. Nhiều con quảng cáo đến tận 6, 70 năm. Đúng là đồ Nhật thì nó bền. Nên là những ai mà đã đi những đồ này thì các bác biết rồi. Đồ này thay thế sửa chữa rất là dễ dàng. Xe thì chạy thì rất là chắc chắn. Và khi mà các bác đi đường những cái dòng xe này nói thật là ít khi hỏng vặt luôn. Một chiếc xe dành cho những người bất an tâm về những chiếc xe mà sợ hỏng vặt giữa đường. Toyota Vios bản 1.5G. Đấy, bản G xịn sản xuất năm 2003. Rất là ngon, xe cứng không lỗi lầm, điều hòa mát. Đấy, máy gầm chất, xe đẹp, la răng đúc đầy đủ. Đấy, lốp dép thì vẫn còn dày. Và xe này không có lỗi lầm nhá, cam kết là không có đâm đụng. Đấy, không phạt nguội. Đấy, màn hình đầy đủ, điều hòa củ số các thứ của xe thì hoạt động đều trơn tru. Và con này được cái là nó không có túi khí. Vâng. Bản G này đời 2003 thì người ta không sử dụng túi khí, đăng kiểm nhưng vẫn còn rất là dài đến tận 2023. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp đấy, với màu sơn bạc ngà vàng. Cái màu này là màu hot thời điểm năm 2002-2003. Cái màu sơn này là màu sơn hot của dòng Toyota nhé các bác nhá. Nên là chiếc xe này cũng là một chiếc xe rất là hot hòn hoạt. Biển Quảng Ninh, con này thì đã ba chủ rồi. Biển Quảng Ninh 14A07833. Xe chạy chất cứng và chiếc xe này thì cũng đã được bác chủ bác ấy đi lại rất là thường xuyên. Nên là cái việc mà xe này người ta bảo rồi, đi càng nhiều chứng tỏ xe càng chất. Đấy, thế còn về phần mặt catalog của xe thì đúng form của xe luôn các bác nhá. Riêng cái này thì các bác không phải lo là bị bác đăng kiểm bác ấy cho quay về. Đấy, đăng cái la răng này, catalog này là nguyên bản của xe luôn. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì là đèn halogen. Đấy, bầu đèn đẹp, căng, sáng, nó hơi ngà màu theo một chút theo thời gian thôi. Còn đâu là vẫn ok. Đấy, chất màu rất là đẹp luôn này. Tôn vỏ căng nét luôn này. Đấy, tôn cabo vẫn còn mỏng te nhá. Xe rất là cứng mà. Vâng, cản trước xe thì đẹp đẽ, sạch sẽ. Đấy, đèn gầm của xe thì cũng hơi ngà một chút theo thời gian. Nhưng mà nói chung là tiền nào của đấy thôi. Giá tầm này thì em nói thật các bác bằng ngang con xe máy SH rồi. Kiếm đâu ra được một con xe mà giá ngang với một chiếc xe máy hai bánh mà lại được 4 chỗ ngồi rộng rãi xe Nhật. Vâng, đấy. Đèn đóm thì đầy đủ, không thiếu một cái gì. Tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đồng sơn xe đẹp và con này để một tháng rồi nhưng mà vừa nãy để đủ vẫn ok. Vâng, bên nhà em thì mua chiếc xe này mua nhanh bán gọn. Mở ra cái bác cái chùm bạc. Bác ấy mở ra cái mà nó đẹp như thế này. Thế là em bảo thôi xích ngay con này về. Không là mà để đấy thì anh em khác người ta mua mất. Thế là thành ra là đấy, khách hàng yêu quý của em Vũ Duy Ô Tô là giờ là có một chiếc xe để mà mua. Một chiếc xe tôn vỏ này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn rất chắc. Lốp Maxxis nhá. Vâng, lốp này là lốp 175-65R14. La răng 5 chấu, phanh đĩa. Đấy, đầy đủ. Và cua lốp thì không có một tí mục mọt nào cả. Lốp dày. Đấy, lốp dày này. Dày cự luôn, đẹp luôn. Và cái loại này là dòng lốp 307 nhá các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên tay gương. Bầu gương thì có điều chỉnh điện hết nhá. Cái này là có ốp mạ chrome này, có điều chỉnh gương điện luôn. Đấy, và sơn sườn tôn vỏ của xe thì khỏi bàn rồi. Tay nắm cửa ở ốp chrome hết. Đấy, sáng bóng luôn. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, chỉ keo này. Theo thời gian 5 tháng nhưng vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Đấy, tappi sạch sẽ, da khâu mềm mịn. Con này thì được cái là da ghế thì đã được bọc rồi. Bọc lại cho các bác để làm sao các bác có một chiếc xe đẹp để đi rồi. Đấy, da ghế được bọc. Cái này bác chủ bác bọc bảo được cũng được 2 năm rồi. Bác ấy đi lâu quá cái da cũ nó sờn nên là bác ấy bọc luôn con này. Và chiếc xe này thì lăn bánh là được hơn 20 vạn các bác nhá. Vâng. Lăn bánh vậy là quá ít đấy. Vâng. Thế còn kính điện này lên xuống bình thường. Đấy, chiếc xe này thì nói chung là hệ thống hoạt động hoàn toàn bình thường, tất cả các cái chức năng ok hết, không lỗi lầm. Đấy, trần này các bác nhìn này. Trần chiếc xe là trần da nhá. Trần da rất là sạch sẽ luôn, không phải trần nỉ đâu ạ. Vâng, trần da. Và sàn nó là sàn da, lót sàn 2D. Đấy, sàn da này. Đẹp căng luôn. Đấy, không lỗi. Vô lăng xịn sò. Còi phải nói con này còi to. Đấy. Cũng nhau 5 tháng thời gian, hơi ngà màu rồi.
Đấy. Còn đâu là tổng thể về xe thì chất xe của chiếc xe này thì khá là ok. Đấy, cửa đóng mở vẫn còn cứ phầm phập này. Đấy các bác ạ, vâng, tôn cửa rất dày. Chỉ keo bao zin nữa các bác luôn. Bao đẹp nhá, bao zin. Tappy keo chỉ khỏi bàn. Đấy, và xe này các bác nhìn này. Đấy, tất cả các cái phần này nó còn rất là đẹp luôn. Căng sáng luôn. Đấy, tappy cánh các thứ của xe là ok. Và nội thất hàng ghế thứ hai thì tương đối là đẹp, sạch sẽ, da này, da mới tinh luôn này. Đấy, da mới tinh tình luôn. Kính điện là hoạt động bình thường các bác nhá. Vâng. Nhiều bác cứ bảo là cũ cũ sợ cái này hỏng cái kia hỏng, nhưng mà em thấy con này ngon. Vâng, nói chung là chất xe thì nó vẫn ok. Tôn vỏ thì căng đét. Vâng. Và lốp này, các bác nhìn này, lốp đằng sau này là Vinenza. Đấy, lốp 2021 rồi. Lốp mới tinh các bác. Xem nào. Quả lốp mới tinh luôn các bác. Đấy, lốp mới tinh tình tình luôn này. Lốp dày mới tinh. Đấy, cua lốp thì không có vấn đề gì. Đấy. Còn hậu phía sau, các bác có thể nhìn hậu phía sau đây. Đấy, hậu phía sau đây, đèn này. Đèn hậu này. Đấy các bác nhìn nhá, bầu đèn căng, không hề bị rạn nứt một tí nào luôn này. Đèn hậu rất đẹp. Đấy, và cái thiết kế đèn của cái 203 này thì nó cũng là một cái thiết kế đèn mà được rất nhiều hãng người ta áp dụng. Đấy, cái kiểu dáng thiết kế tròn nhưng mà trông rất là vuông thành sắc cạnh. Đấy, bên này như thế này. Và đặc trưng của dòng Vios. Đấy, các bác nhìn ạ, bầu đèn căng sáng luôn, không một lỗi lầm một tí nào. Các bác về yên tâm, chỉ có việc chạy thôi. Vâng, còn logo tem nhãn thì còn nguyên. Đấy, cái thời này là cái thời hay bị mất trộm logo. Bác chủ cũng đã bắn cái logo rồi. Đấy, bắn hết rồi. Đấy, cũng tương đối là sạch sẽ. Con này có mỗi cái điểm trừ, đó là mở cốp thì lại phải mở, một là bằng chìa, mà hai là mở bằng cái chỗ trên này. Cái này là một điểm trừ, nhưng mà thế là an toàn các bác. Vâng, trừ nhưng nó an toàn. Đấy, em mở nhẹ nhàng. Nói chung là tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường và ok. Đây, các bác nhìn này, mụn keo này còn nguyên. Đấy, mụn keo còn nguyên bản luôn. Xe rất là cứng và dòng này thì nói chung là chạy khá là lành. Đấy, ăn xăng thì ít, động cơ máy 1.6, ăn xăng chỉ 5 lít rưỡi cho 100 cây thôi, 1.5. Vâng, động cơ máy 1.5, ăn xăng 5 lít rưỡi cho 100 cây. Đấy, cốp hậu sau này được lót xa sơn chống rỉ hết rồi. Đấy, có lót sơn chống rỉ các bác nhá. Và lốp sơ cua đầy đủ. Đấy, gân sườn nó còn nguyên này. Đấy, nhiều bác thì cứ lo lắng ở những cái dòng xe này nó có hỏng vặt giữa đường không, thì em thưa với các bác rằng những cái dòng này được rất rất nhiều người người ta đi rồi, thì những cái dòng xe này được đánh giá rất là cao và không biết hỏng gì. Thế nào gọi là nồi đồng cối đá mà, vua đường trường này. Đấy, vua nồi đồng cối đá này. Đấy, thánh bền này. Đấy, là những ngôn từ mà dành cho cái dòng xe Toyota, đặc biệt là những dòng Vios. Vâng, bây giờ các bác bảo làm sao mà bây giờ các bác hay hỏi là Vios đi này, những cái dòng xe Vios ấy, vì thưa các bác rằng những cái năm mà những chiếc xe này chạy á, nó đã là minh chứng là những chiếc xe dẫn đầu cho những người mà bây giờ cứ đầu tiên là cái gì cũng phải Vios, là những chiếc xe này là những chiếc xe thời kỳ đầu, chạy rất là lành, chạy rất là bền. Đấy, khỏe. Thế là các bác vậy là bảo là cứ vậy là chạy thôi, không phải làm gì, chỉ việc đổ xăng rồi chạy. Đấy, tất cả các chức năng của xe vẫn còn ok. Kính thì bao zin. Đấy, kính trước bao zin đẹp luôn. Đấy, kính lên xuống rất là nhẹ nhàng, bao zin toàn tập. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, tay nắm cửa này và nội thất bên trong. Hôm nay thời tiết tương đối là tối giờ rồi. Em quay nhanh cho các bác để làm sao các bác hình dung được chiếc xe này. Này, gầm này, gầm nó vẫn còn căng đét như này mà. Đấy, các bác bảo kiếm đâu ra con xe nó ngon, gầm nó còn đẹp như này đó. Hiếm, nói thật các bác là hiếm luôn đấy. Vâng, cực hiếm luôn. Đấy, xi nhan tích hợp đầy đủ nhá. Và đây là bản G xịn, đăng kiểm thì đến 2023 luôn. Vâng, còn tương đối là dài. Đấy, các bác thoải mái. Thế còn rãnh lốp này. Đấy, rãnh lốp đây. Lốp dép thì dày, rãnh lốp khỏe khoắn. Đấy, la răng 5 chấu. Đấy, cái loại này thì la răng nó hơi xước một tí ở những cái chỗ này thì không vấn đề gì các bác nhá. Còn cua lốp xe thì đẹp rồi. Vâng, 4 quả lốp này thì về là các bác không phải thay. Vâng, nhiều bác thì cứ bảo chê em là con này thế này, thế con này thế nọ, xong rồi bảo thay. Nhưng mà nói thật các bác là những cái dòng này không phải thay, cứ vậy chạy thôi. Đấy, sơn xi đồng, sơn căng, xe cứng. Đấy, còn cái gì nữa để chê đâu. Vâng, thực sự là không còn một cái gì để chê luôn. Ở đây này, ui giời, ngồi trong này, các bác nhìn bàn đạp chân côn của nó này. Đấy, vẫn còn đẹp căng như thế này mà. Xe đi ít thì nhìn chân côn cũng khôn. Đấy, còn đồng hồ công tơ mét của em này thì bị tua rồi. Cái này chắc chắn nó bị tua rồi, vì em nhìn bằng những cái chi tiết này này.
Đấy, những cái này này nó mòn lì theo thời gian này. Đấy, thế nên là những cái chi tiết này thì chắc chắn là nói chung là kinh nghiệm của thợ thì bọn em đã test rồi. Nói chung là nó phải chạy tầm hơn 20 vạn một chút. Nhưng mà được cái là xe này thì nói thật các bác là rất là lành bền luôn đấy ạ. Vâng, cực kỳ lành bền luôn. Các cái chi tiết của nó không bao giờ bị hỏng vặt. Đấy, em đè lên cái mà nó vẫn lên. À, mặc dù là để đến cả tháng ấy, nhưng ắc quy của nó rất khỏe nhá các bác nhá. Ắc quy cực khỏe luôn. Đè vẫn lên và đè phát nào ăn phát đấy chứ không hề bị lỗi lòng. Đấy, máy rất là ngon. Máy ngon gầm chắc. Đấy, con này còn cam kết các bác là không hơi thừa nữa cơ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, động cơ máy VTVI 1.5 nhá. Máy này thì được các cái hãng ở trên thế giới người ta bắt chước rất là nhiều nhưng mà không ăn thua. Chỉ có máy của Toyota Nhật Bản đấy, người ta mới đạt được cái độ bền như vậy ạ. Và đương nhiên là vòng tua ban đầu bao giờ nó cũng sẽ rất là cao để mà nó bôi trơn dầu mỡ nhanh khắp xe. Sau đó thì những chiếc xe này nó sẽ chạy ổn định trở lại và vòng tua nó sẽ rất là êm. Hiện nay là máy đang trong quá trình khởi động. Đấy các bác này, không có một tí hơi thừa luôn này. Không có một chút nào luôn đấy. Vâng. Máy rất là khỏe, hơi căng. Đấy, động cơ 4 máy, máy chữ Y. Động cơ 4 máy nhá. Đấy, bắt đầu giờ tua thấp rồi. Đấy, máy rất là khô ráo sạch sẽ. Và em này thì cũng đã được dọn dẹp tẩy trang hết rồi. Và là các bác yên tâm. Đấy, đầu tai đèn của nó còn nguyên đây. Một chiếc xe tránh mưa tránh nắng với cái giá đuôi là 45 triệu và giá đầu là 100 triệu. Vâng, rất là ngon. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Và không có lỗi nha các bác nhá. Các bác nào mà thích cái xe này thì các bác đừng bỏ qua cơ hội để sở hữu cho mình một chiếc xe tuyệt vời. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Bên em thì chuyên kinh doanh tất cả những cái dòng xe giá từ 10 triệu, 5-10 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng. Nói chung là cứ xe gì bán ra tiền thì em chơi hết. Nên là các bác đừng cười em. Nói chung là cứ mình là người đi buôn mà. Buôn xe thì không nề hà tất cả các cái công việc. Và những chiếc xe ngon thì bao giờ là mình cũng phải buôn bán nó nhanh chóng. Thế này là các bác nào mà có xe thì các bác chỉ điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô. Em sẽ đến tận nhà thu mua cho các bác nhá. Còn đấy, con này là một chiếc xe Toyota Vios bản G 2003. Máy 1.5G, đẹp, căng, xe sáng, sạch sẽ và không có lỗi lầm. Giá thì như xe máy luôn. Đấy, thế này là các bác nào mà thích thì alo ngay hoặc là xuống ngay cửa hàng em để mà dinh ngay con xe này về. Đấy, giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy, cảm ơn các bác nhé. Và nhớ là điện thoại cho em. Ai xem kênh của em lần đầu thì các bác có thể là cho em một nút like để mà lấy động lực làm những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên những cái dòng xe giá rẻ. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ôi, tầm này bắt đầu đứng ở đây là gần như là không nghe tiếng máy luôn. Phải nói thực sự là quá êm luôn các bạn. Vâng, cảm ơn các bác.